Sút không vào. Cú đá tuyệt vời, đó là cú đá của số 6 Phan Tuấn Bảo. Nhưng thủ môn toàn diện đã xuất sắc đấm bóng ra để mà cứu thua. Cao thủ áo trắng lại đoạt được bóng và tổ chức đá phản công nhanh. Quốc Hưng vẫn còn. Quốc Hưng không được. Đặng Phước Hạnh kịp không? Không, đó là Trịnh Quang Vinh. Trịnh Quang Vinh đã chớp thời cơ để mà sút ngay, nhưng mà cú đá cũng không thực sự hé móc. Trận đấu bắt đầu trở nên và xem. Càng ngang và như vậy là từ tình huống đá phạt góc của Trịnh Quang Vinh thì số 21 là Nguyễn Trần Duy đã ghi bàn thắng để mở tỷ số 1-0 cho Hạnh là người đá phạt góc. Sút rất nguy hiểm. Cú đá của Trịnh Quang Vinh, bóng đã đi sát cột dọc và ra ngoài. Anh Tuấn Hà Văn Sơn và nhả bóng lại, sút tiếp không vào. Cú đá cực kỳ nguy hiểm của Thế Tiễn, nhưng thủ môn toàn diện đã bay người đấm bóng để cứu thua. Đó là pha bóng quá đẹp mắt. Chúng ta hãy xem lại tình huống này. Toàn diện đã có một pha bay người rất hay. Ôi, và không vào. Cú đá cực kỳ nguy hiểm của Phan Văn Trương. Thủ môn toàn diện đã xuất sắc, nếu không thì Sài Gòn, giải biết Sài Gòn đã bị thủng lưới rồi. Toàn diện đã quá xuất sắc ở trong tình huống này, đấm cú sút rất căng của Phan Văn Trường, không được để mất bóng vào chân của Quốc Hưng. Phản công Trần Duy nguy hiểm quá, vào không, không vào. Sút nguy hiểm và Luân Sư Phụ đúng như khán giả dự đoán đã ghi bàn. Vâng, Luân Sư Phụ có bàn thắng thứ 13. Vâng, nguy hiểm quá. Hữu Thắng nguy hiểm quá, không vào. Rất nguy hiểm thưa các bạn. Vâng, nhanh. Quốc Hưng rất chính xác. Nguy hiểm quá, vào không, không vào. Vào nguy hiểm, vẫn còn, vào không, vẫn không vào. Hai cú đá liên tiếp nguy hiểm mà các cầu thủ áo trắng tạo ra. Cú đá cuối cùng là của Trịnh Quang Vinh cũng không thành vào. Và có thể nói là Javis nếu tận dụng được cơ hội vừa rồi thì họ đã có bàn thắng thứ 3 rồi. Quá nguy hiểm được các bạn. Hai cú đá liên tiếp của cầu thủ áo vàng. Đây là Vũ Quốc Hưng. Vũ Quốc Hưng chuyền xuống. Rất ăn ý thưa các bạn, nguy hiểm quá. Không vào. Khung thành đã bỏ trống nhưng Trần Duy lại đá ra ngoài. Có thể nói đó là một cơ hội phản công nhanh mà Javis Sài Gòn đã tạo ra mà họ hoàn toàn xứng đáng có bàn thắng thứ 3. Trần Duy đã có cơ hội nhưng mà cú đá vào thủ